Một, hai, ba, kéo. Đấy, bạn thấy chưa? Đây, đây cái máy hàng nước này nó tạo thành ra cái này nè các bạn. Đó, cái máy hàng nè, đó, cắt cái bịch ra. Nhưng mà không chảy nước. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình nha. Và hôm nay lại tiếp tục cái video về series mở hàng, mở hộp và dùng thử review những cái sản phẩm đến từ nội địa Trung Quốc và những cái sản phẩm sáng tạo hay ho các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video này về mở hộp và dùng thử cái máy hàng miệng túi mini Nhật Bản ha. Cái này là loại mới luôn đó, tức là cái loại mà giống như cái video quảng cáo nè, quảng cáo mình sẽ chèn qua đây đó. Các bạn hãy thấy trên TikTok một cái video mà có thể hàng được những cái bịch snack, hàng được cái bịch mà còn đựng nước luôn, rất là tiện lợi cho chúng ta ha. Thì hôm nay là chúng ta sẽ mở hộp cái này để mình cảm thấy cái máy này cũng rất là tiện lợi cho chúng ta đó. Nếu mà chúng ta có được cái máy này mà chất lượng tốt á, thì sẽ rất là tiện lợi cho chúng ta khi mà giả sử như chúng ta khui những cái bịch cà phê lớn, bịch đường hoặc là những cái bịch trà, những cái loại đồ ăn mà cần phải giữ kín đó các bạn, và sau đó chúng ta xài chưa hết á, thì chúng ta sẽ có cái này để hàn lại và để bảo quản nó thì rất là tiện lợi cho chúng ta luôn. Và chúng ta hãy xem cái sản phẩm này thực sự nó như thế nào, nó tốt như quảng cáo không các bạn nha. Đấy, và chúng ta đã mở hộp ra đây, đây đó, chúng ta mở hộp ra và được nó là như vậy các bạn nha. Đó, ở trong nó là như vậy đó, đồ Nhật Bản, chữ Nhật ha, đồ sáng tạo Nhật Bản đó, là như vậy thì nó giống như đó, đồ rất là mới này, sử dụng pin ha. Đây có hình cái pin sử dụng pin. Thôi bây giờ mình mở ra luôn để không mất thời gian của các bạn, thì rất là mất thời gian. Rồi, nó đóng gói rất là hay, Nhật Bản đó đóng gói rất là hay, mở ra rất đơn giản luôn. Và đây chúng ta được cái hình cái máy này đó, cấu tạo sơ qua một chút ha. Thì đây các bạn thấy không, nó sẽ có những cái đường như thế này, với lại ở đây nó có một cái dây này các bạn, cái dây này nè đây nha, các bạn sẽ thấy nó cộm lên. Cái này là một cái dây để nó tạo thành một cái đường cắt đó, dây nhiệt các bạn, dây điện trở để cho nó tạo nhiệt, nó sẽ làm nóng lên và làm hàn lại những cái mối hàng của cái túi chúng ta đó. Chúng ta chỉ để vuốt đi trong quảng cáo ha. Và đây được sử dụng pin nè, đây các bạn thấy không, đây hướng dẫn sử dụng nè, mở nắp ra bỏ pin vô ha, để mình tìm cách mình mở nắp xem như thế nào. Rồi bây giờ bây giờ gắn pin vô nha các bạn nhớ nha, cái cực trừ là nằm về cái phía mà u đây nè nha, còn cái cực cộng nằm về phía bằng đây ha. Thì chúng ta sẽ bỏ vô, nó cũng dễ lắm các bạn, nhìn vậy thôi chứ gắn vô nó cũng dễ lắm đấy, nói vậy chứ khó các bạn, không cũng dễ đâu. Nó thiết kế như thế này làm cho mình rất là khó gắn luôn, gắn nó chưa ngay nữa. À các bạn, để gắn được cái pin một cách dễ dàng đó là chúng ta sẽ gỡ được cái này ra nha. Đây nó có nè, chúng ta gỡ này ra nha. Đó, mở hoàn toàn ra đó, giống như trong hướng dẫn đây, nó sẽ kêu chúng ta mở hoàn toàn ra được, và chúng ta sẽ mở ra một cách dễ dàng như thế này. Đó, và chúng ta gắn vô cực trừ ở đây đó, hơi cứng nha, hơi cứng luôn á, gắn cái đầu cộng trước đi. Rồi, gắn đầu cộng trước và đầu trừ chỉ đẩy vô thôi. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đóng lại nha, và chúng ta gắn cái này lại. Thật ra cái này nó tháo ra tháo vô được này các bạn. Cái này nó cũng dễ lắm. Rồi, đó. Đó. Thì nguyên lý hoạt động của cái này á là bây giờ những cái này, nguyên lý hoạt động của cái này là bây giờ này các bạn, cái nguyên lý hoạt động của nó rất đơn giản. Pin chúng ta đã gắn vô đây. Thì chỗ này đã tiếp điện rồi, và bây giờ chúng ta chỉ cần bóp lại là cái điện cực của chúng ta nó sẽ tiếp xúc với nhau đó các bạn. Điện cực với chỗ này nó tiếp xúc với nhau, nó sẽ sinh ở đây, nó có ở đây này, nó có hai dây, một cái dây trong này nó sẽ có nguồn điện rồi, và một dây này ấy chúng ta bóp vào thì cái dây nó sẽ cả với nhau và nó sẽ sinh nhiệt ra ở đây nha. Đó, và bây giờ đầu tiên để mình thử một cái gì đó ha, coi nó có được chưa. Rồi các bạn, đó anh tìm được cái bịch ni lông rồi, bây giờ mình thử nha, thì chúng ta hãy để cái này vào đây, bóp lại và kéo. Chưa thấy gì các bạn à. Có thể là cục pin của mình để lâu quá hết pin rồi chăng. Chưa thấy gì luôn các bạn. Bạn đợi chút nha. Rồi các bạn, bây giờ mình đã hồi nãy là cục pin cái cũ, thì mình đi mua một cặp pin mới này các bạn. Để mình đổi pin mới, pin ngon ó mới hoàn toàn luôn ha. Một cặp pin mới hoàn toàn là luôn, để cho đảm bảo chắc chắn là nó sẽ được. Và chúng ta sẽ gắn pin vô. Cái này nó khất nè, nó gỡ ra. Đó, gắn pin vô xong ha. Đây lại. Đây. Đó.
Và chúng ta đã có được cái máy hàng túi như vậy rồi. Như các bạn thấy trên cái hướng dẫn sử dụng ở đây nha. Ở đây đằng mặt sau người ta có cái hướng dẫn sử dụng nè, đó. Và chúng ta chỉ bỏ pin vô thôi. Đó, bỏ đúng cực cộng trừ là chúng ta sẽ ấy thôi, và chúng ta sẽ sử dụng thôi nha các bạn nha. Rồi, bây giờ mình test thử rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử với một cái chiếc túi như thế này các bạn. Cái túi này là mình đem làm nháp thử ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu để vô đây nha. Đó, mình sẽ để vô đây và mình bấm lại xem nó có cắt được và nó có ấy được không. Đây, rồi, kéo như trong quảng cáo, bấm giữ và kéo chậm thôi các bạn nha. Đó, đó, và chúng ta cái nhiệt nó cắt được đứt nè, cái túi này các bạn, và nó sẽ tạo thành một cái túi như thế này. Đó, tức là cái chỗ này nè các bạn, thường nếu mà mình lấy kéo cắt á là cái chỗ này nó sẽ hở đúng không, bây giờ chỗ này nó không hở nè. Đó, 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 nó tạo thành một cái túi kính ha. Đó, các bạn thấy chưa, túi kính đấy, kính hoàn toàn ha. Đấy, như vậy là cái này, sản phẩm này một bước đầu test sơ là có thể thử nghiệm được, là mình cảm thấy là có thể sử dụng được. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với túi snack này ha. Đây là một túi snack, chúng ta giả sử chúng ta mua túi snack về ăn, chúng ta ăn dở chừng ăn chưa hết đúng không, chúng ta sẽ thường ăn snack là chúng ta sẽ xé như thế này đúng chưa. Đó, đó, các bạn sẽ xé góc nhỏ ở đây. Đó, chúng ta ăn thì thường là chúng ta sẽ ăn snack là ăn xong chúng ta sẽ còn dư một chút, chúng ta nhiều khi chúng ta no quá chẳng hạn, chúng ta không có ấy được đúng không, không có ăn hết được, thì bây giờ chúng ta sẽ hàn túi snack lại. Mình thử với túi snack như trong quảng cáo ha. Đó, bây giờ là chúng ta để vô, để đây, và chúng ta cầm, chúng ta kéo nhẹ nhàng thôi, từ từ thôi. Đó, mình thấy là nó hơi dính, nó có một chút của các bạn nè. Đó, nó dính được một chút tại vì chỗ này mình chưa ấy, để mình làm lại thêm một đường thật kỹ từ đây ra ha, từ trong ra ha, thì các bạn sẽ đó, để đây bóp kéo 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 đó, và sẽ kéo ra tới đây nè các bạn thấy không. Đó, mình sẽ kéo từ mình làm một đường từ đây tới đây rồi. Đó, như vậy là nó đã kín được rồi các bạn, kín được nha. Đây các bạn xem cái bịch snack của mình nè, đã được hàn kín rồi. Đó, đây hàng, đút tay vô không được, nó tới đây nè các bạn thấy không, nó bị cạn ở đây nè. Đó, nó là hàn thành cái túi, nó hàn rồi. Đó, nó hàn kín cái này lại rồi. Và bây giờ các bạn muốn kín nữa ha, ở chỗ này các bạn sợ không được đúng không, và muốn kín nữa các bạn có thể bắt đầu từ đây. Đó, các bạn bắt đầu từ đây, các bạn kéo một đường qua nữa. Đó, là bây giờ là chúng ta đã được kín là đó, bạn thấy không, kính này chưa được thì chúng ta kéo thêm một đường nữa. Chắc có lẽ là do mình lần đầu xài cái này, mình xài chưa quen, thao tác mình nó còn chưa được chuẩn lắm. Đấy, các bạn thấy chưa, đó là kính nè, đây kính nè, không gỡ được luôn. Đó, như vậy là đảm bảo được cái bịch snack này đã giữ kính được các bạn nha, đảm bảo bịch snack này đã giữ kính không. Đó, như vậy là cái này là bước đầu test này là ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tới cái màn mà test nước, giống như trong cái quảng cáo các bạn ha, tức là mình sẽ đổ nước ở đây. Đổ nước ở đây mình cầm cái máy mình kéo một đường ở đây xem nó có chảy nước hay không các bạn nha. Rồi các bạn, bây giờ cái bịch chúng ta đang chứa nước đây ha. Mình sẽ dùng cái máy hàn này, mình sẽ hàn lại như trong quảng cáo xem như thế nào, có giữ được không nha. Bắt đầu. 1 2 3 kéo. Đấy, bạn thấy chưa? Đây, đây cái máy hàn nước đây nó tạo thành ra cái này nè các bạn. Đó, cái máy hàn nè, đó, cắt cái bịch ra. Nhưng mà không chảy nước các bạn thấy không? Nè, bịch này phần này vẫn không chảy nước và phần bên này cũng không chảy nước, nó chứng tỏ là nó hàn được túi nè các bạn. Đấy, nó hàn được nè. Đúng không? Rất là kỳ diệu luôn, rất là tuyệt vời luôn. Nó đã cắt đôi cái bịch của chúng ta ra nhưng mà nước vẫn còn ở trong này, chứ không chảy theo hướng này ra. Đấy, nước bên này vẫn được ha. Và bây giờ thêm một lần nữa nè, thêm một lần nữa test thêm một lần nữa nha. Đây, cái này mình sẽ chia nhỏ ra tiếp. Đó, các bạn thấy chưa? Phần này cũng ra được nè, không có chảy nước luôn, phần này cũng không chảy nước luôn. Đó, sản phẩm này tuyệt vời. Test tới màn này là mình thấy tuyệt vời rồi. Đó, là giống như trong quảng cáo nè các bạn. Đó, cái này có thể sử dụng được nha. Đây, các bạn thấy không? Các bạn không tin nữa đúng không? Mình làm thêm một lần nữa cho các bạn coi nha. Từ đây bấm vô. Đó, chúng ta kéo.
và kéo. Ô, cái này không phải lỗi đâu, tại mình kéo mạnh quá nó rách rồi các bạn. Tại mình kéo mạnh quá nó rách rồi các bạn. Đó, thì các bạn thấy đi, với giá mình mua đây, để mình xem cái giá mình mua. Với giá mình mua là số lượng bao nhiêu, chết cha không thấy giá rồi. Để mình tìm lại cái bill nha các bạn. Mà cái này mình mua cũng rẻ đấy, cái giá này mua là chỉ khoảng năm mấy sáu chục ngàn thôi các bạn, mấy chục ngàn một cái thôi. Đó, cả ship luôn nha. Thì như vậy là cái sản phẩm này tốt này các bạn, cái sản phẩm này tốt. Ok ha. Sản phẩm này tốt. Rồi các bạn, qua hai bài test thì mình cảm thấy là cái này tốt nha, cái hàng túi này nè. Cái hàng túi này qua hai bài test là mình cảm thấy cái hàng túi này xài được. Các bạn có thể mua về để dành hàng lại những cái bịch snack của chúng ta. Đó, hàng lại những bịch snack của chúng ta, rồi hàng lại những cái bịch đường, bịch cà phê hay là những cái gói mà gói trà chúng ta không có hộp đựng, hoặc là chúng ta ăn dở một gói đậu phộng, gói snack gì đó chúng ta không có, không cần phải dây thun rồi cột cho nó rơm rà, chúng ta có thể hàng miễn túi lại được. Hoặc là một số túi thực phẩm chúng ta đựng cái gì đó chúng ta cần, chúng ta có thể hàng lại được. Đó, và là những cái gói thuốc, những cái mà bịch đựng thuốc tây chúng ta hay uống các bạn, thì chúng ta hàng bằng cái này cũng rất là tiện lợi cho chúng ta luôn. Và mình cảm thấy cái này sản phẩm này đáng để xài các bạn nha. Với giá chỉ chưa đầy 100 ngàn các bạn có thể mua được cái này rồi. Mình mua cũng quên rồi, quên giá, với lại nó không để trên cái bao bì cho nên là mình không chính xác được. Nhưng mà mình nói là sản phẩm này xài được các bạn nha. Sản phẩm này tốt, xài được. Đây, đó. Rồi, video của mình đến đây là hết rồi các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn muốn review sản phẩm nào, các bạn hãy comment phía dưới. Hãy comment ở phía dưới, nhấn đăng ký rồi ha, comment phía dưới và mình sẽ chắt lọc, sắp xếp và làm lần lượt các sản phẩm cho các bạn xem nha. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.